Vâng, đây là căn nhà mà hôm nay kênh của chúng tôi sẽ muốn giới thiệu cho các bác. Đấy, nhà thì thiết kế đấy, mặt tiền là như thế này, 4m2 nhân cho 16 hả? 42 nhân 16, phía sau thì rộng hơn phía trước nửa hậu. Hi các bác, chào mừng các bác lại quay lại. Đây là kênh review nhà View Home. Thì hôm nay kênh của chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bác một căn nhà nằm trên đường Tân Chánh Hiệp 10 của phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đây là đường hẻm Tân Chánh Hiệp thông ra đường Huỳnh Thị 2 nha các bác. Đó. Thì căn nhà hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho các bác là nằm trên trục đường này, con hẻm đi vào. Vâng, đây là căn nhà mà hôm nay kênh của chúng tôi sẽ muốn giới thiệu cho các bác. Đấy, nhà thì thiết kế đấy, mặt tiền là như thế này, 4m2 nhân cho 16 hả? 42 nhân 16, phía sau thì rộng hơn phía trước nửa hậu. Ừ, căn... 4 nhân 12 nha các bác, xin lỗi các bác nha. Tôi đính chính lại là 4 nhân 12, nhà hẻm ở hướng Đông Bắc. Đấy, phía lớp ngoài chúng ta có chủ nhà là bố trí một lớp cửa sắt như thế này. Sau lớp cửa sắt thì chúng ta sẽ có một khoảng sân dài khoảng hơn 2m một chút. Ừ. Thì nhà xây ra phía bên này 4m, còn chừa ra còn một cái đường thông ra phía sau nữa, bên hông nhà. Đó. Chủ nhà đó, xây full hoàn thiện toàn bộ này, khu vực đây là toàn bộ ra sau là được ốp gạch tường hết. Ừ. Rồi sau khoảng sân chúng ta sẽ có một cái lớp cửa đây, lớp cửa nhựa lõi thép loại 4 cánh. Để bước vào phòng khách nha các bác. Vâng, tôi mở cái này ra. Đấy. Vâng, đây là phòng khách. Căn nhà được bố trí là phòng khách kết hợp với lại phòng bếp. Khu vực bếp nấu ăn nằm ở phía ngoài đây luôn. Có tủ bếp trên dưới, mặt bàn bếp bằng đá hoa cương màu đen và chầu rửa inox loại 2 bồn. Đấy, này. Và đi vào sau phía trong nhà thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ phía sau phòng khách. Cũng là sử dụng cái cửa nhựa lõi thép như các bác. Cửa nhựa lõi thép, kính cường lực, nhưng mà phòng ngủ thì sử dụng cái kính mờ. Đây, đây là phòng ngủ ở tầng trệt. Như vậy chúng ta có thấy là trần này sử dụng trần thạch cao này, led chiếu sáng và hệ thống đường ống chờ gắn máy lạnh. Đó. Sau phòng ngủ thì chúng ta sẽ có khu vực ở phía sau đây này, có cầu thang để lên gác. Và toilet nằm ở tầng trệt nha các bác, cũng là sử dụng cửa nhựa lõi thép. Đấy, đây toilet được lắp đặt các thiết bị vệ sinh thiết yếu như là bồn cầu, vòi xịt, vòi sen tắm, sen cây, chậu rửa, kiếng soi. Thì ngoài ra khu vực nhà tắm thì phía đằng sau cuối cùng căn nhà chúng ta sẽ có cái giếng trời chừa khoảng sân đằng sau. Ở đây cũng có đặt một cái chậu rửa, vòi xịt và cửa sổ này, cửa sổ này là cửa sổ liền với lại cái phòng ngủ ở phía trước. Đây là như vậy. Rồi chúng ta sẽ bước lên gác coi nào. Đây, cầu thang lên gác là cầu thang bằng sắt, sử dụng kết hợp với lại gỗ. Gỗ này chắc là gỗ tần bì các bác, hay là gỗ thông nhỉ. Nói chung là gỗ tự nhiên đấy các bác. Rồi, phía trên cầu thang chúng ta sẽ có một cái toilet. Đây, toilet nó cho giống với cái toilet ở tầng trệt. Và sảnh chờ, và bữa này chúng ta sẽ còn một cái phòng nữa. Phòng này là nó có một lớp cửa, khung cửa và thông ra phòng khách phía dưới này. Trần thì được đóng trần thạch cao, sử dụng đèn led chiếu sáng. Hệ thống đường ống chờ để gắn máy lạnh cho cái phòng này. Phòng này khá là rộng rãi. Và cửa sổ ra phía sau cũng là cửa sổ mà sử dụng cửa nhựa lõi thép. Đấy. Vâng, như vậy là chúng ta đã tham quan xong cái ngôi nhà nằm trên trục đường Tân Chánh Hiệp 10. Nhà được bố trí là 4x12, nở hậu, gồm một phòng khách, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 trệt và 1 gác. Đấy, như vậy, nhưng mà nhà được nằm ở hướng Đông Bắc. Bên này có cửa sổ, cửa đi chính thông ra bên hông nhà luôn nha các bác. Toàn bộ cửa thì sử dụng cửa nhựa lõi thép. Mà theo nếu như là tôi được sở hữu căn nhà này, nếu như được phép bố trí lại thì tôi có góp ý nhỏ là cầu thang thì chúng ta nên dời ra phía ngoài này để dành khu vực ở phía trong đấy. Chúng ta sẽ làm bếp ở đấy thay vì là làm bếp ở phòng khách để cho căn nhà được rộng rãi hơn. Vâng, như vậy là video của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bác thấy hay và bổ ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Chào tạm biệt các bác.